Thưa anh chị và các bạn, thì trên tay Mạnh Tiến đây là chiếc loa G2 2 micro của hãng JBZ. Bây giờ mình sẽ test thử âm thanh trực tiếp xem các bạn xem như nào đây. Bây giờ mình đang kết nối Bluetooth và mình sẽ test thử nhạc này. Đấy anh em mình nghe này. JBZ đã hay với mic rồi nhưng bây giờ mình sẽ xem đường tiếng như nào nhé các bạn nhé. G2 đấy. Anh em thấy hay thì nhớ cho Mạnh Tiến xin một like và chia sẻ nhá. Chia sẻ video này, chiếc loa này chỉ còn giá 1.900.000 đồng anh em nhá. Xin chào.